Hello anh em nha, cảm ơn em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay gặp lại anh em trong trời tối như này nha anh em nhé. Tại vì hôm nay mình đi quay ban đêm chứ mình muốn chia sẻ cho anh em xem những cái trải nghiệm của mình sau một cái thời gian mình sử dụng cái đồng hồ của xe Winner X nha anh em. Thì hôm trước anh em có thấy cái video của mình rồi, đó là video phối hợp và lắp ráp cái đồng hồ Winner X này vào xe Winner của mình. Và mình sử dụng đến nay là cũng chắc tuần rồi quá, hơn tuần rồi đó anh em. Và hôm nay mình sẽ làm video mà mình chia sẻ với bạn về những cảm giác của mình sau khi mà một khoảng thời gian mình sử dụng cái đồng hồ Winner X này rồi. Thì tại sao mình lại đi ban đêm? Thì mình đi ban đêm chủ yếu là để muốn cho các bạn xem cái đẹp của nó khi mà ban đêm đó các bạn. Thực sự là cái đồng hồ Winner X này đó các bạn, khi mình đi ban đêm á, cái màu sắc của nó đó, nó làm rất là tuyệt vời, nó rất là dịu mắt của anh em, nó không có chói mắt của mình nè. Cái đồng hồ cũ của mình đó nha, là cái đồng hồ đỏ, cái đồng hồ zin á, đồng hồ zin của B1 á, thì cái đèn nền led màu đỏ và cái màu chỉ số á, là cái màu đen như màu bình thường á, thì nó có trường hợp chói mắt nha các bạn. Đi ban đêm chưa đi mà trời tối lắm luôn á thì nó sẽ chói mắt. Còn cái đồng hồ Winner X này á thì nó có màu rồi anh em. Cái màu nền của nó đó là cái kiểu như cái màu nâu. Màu nền của nó kiểu như màu nâu mà sậm sậm xanh đó anh em. Và nó không có chói mắt. Ánh sáng nó đủ rất là nhẹ nhàng và những cái chỉ số của nó thì là màu trắng, màu kiểu như màu vàng vàng đó anh em, nó hơi ám vàng. Đó. Còn những cái mà khung như thế này nè, anh em thấy cái khung viền của số quanh số nó cũng vậy nè. Là nó có màu, nó là màu màu cam. Và thì như mình nói á, những cái màu của nó đó anh em, nó thiết kế đó, đều đi được cả ban đêm và ban ngày. Ban đêm mình đi không bị chói mắt, rất dễ nhìn. Ban ngày thì không bị chói. Hôm trước tôi quay clip, lúc mà quay clip test đồng hồ thì các bạn cũng đã thấy rồi, mình đi ban ngày mình quay thì các bạn cũng đã thấy nó không chói mắt. Nắng gắt nó lên á thì khi mình nhìn thì nó hơi khó nhìn tí xíu, nhưng mà khi mình nhìn kỹ vào thì mình vẫn thấy được nó rất là rõ ràng. Đó. Và những cái ưu và khuyết điểm á, thì mình cũng đã nói với các bạn trong cái clip phối hợp rồi, nhưng clip này mình sẽ nói lại luôn. Nó hơn cái đồng hồ zin ở chỗ á, là nó có giờ nè anh em. Đây, giờ đây nè. Bây giờ đang là 7 giờ tối thì mình sẽ cài, mình thấy là nó chạy có đúng giờ nè. Mình cài lúc đó là 19 giờ 4 phút nè, đây cũng vậy nè. Và cái thứ hai á, là nó có đo hành trình A và B luôn. Cái đồng hồ zin của mình nó chỉ có chip A thôi. Cái này là tính khoảng mức xăng trung bình nè, km trên lít, nhưng mà mình không hoạt động được nha anh em. Để mình đi mình sẽ nói tiếp. Cái mức xăng trung bình, km trên giờ mình không đo được, tại vì nó phải có một cái dây cảm biến nó đo riêng. Còn cái đồng hồ zin của Winner V1 nó không có, cho nên nó khi mình lắp vào thì nó sẽ không có nhận cái đo trung bình lượng xăng tiêu thụ bao nhiêu, lượng tiêu hao nhiên liệu á. Mình chỉ đo mình có thể mình đo được xem được giờ và xem được chip A và chip B thôi. Quay trở lại mình sẽ nói chip nè. Đây cái đoạn đường mà chip A nè, và đây là chip B đó. Thì tại sao nó có hai chip này mình rất là thích, tại sao như vậy á? Thì lúc cái xe đồng hồ zin của Winner V1 thì nó chỉ có một chiếc thôi, tức là mình chỉ đo được một cái đoạn chip. Thì chip đó thì anh em cũng đã biết rồi, đó là giống như khi mà mình có thể reset được cái chip đó, giống như từ đây mình reset thì mình chạy tới đó bao nhiêu mét đó thì nó sẽ lưu lại cho mình, lúc nào mình reset cũng được hết đó. Là đó, cái chip là để đo quãng đường đó anh em, từ đây tới đó là bao nhiêu cây thì anh em đo tới đó, anh đo xong rồi anh em reset nó lại số không đó. Thì cái chip A lúc trước đó, mình xe đồng hồ Winner V1 đó, mình dùng một chip để mình đo cái khoảng thời gian mình thay nhớt. Còn bây giờ đó, mình có hai chip. Thì cái chip A mình dùng để đo lượng nhớt, và cái chip B mình có thể đo bất cứ lúc nào cũng được. Cho lâu giống như là mình có thể đo được cái đoạn đường từ đây đến đó là bao nhiêu thì mình sẽ qua chip B mình reset nó, mình không cần đụng đến chip A luôn. Đó là cái hay của cái đồng hồ Winner X này. Còn cái xăng thì mình cũng đã test với các bạn rồi.
cũng khá là ok, cũng khá là chính xác nè. Mình đổ bây giờ cái chip 2 mình đo từ lúc mình đổ xăng đó nè. Chip đầu là mình thay nhớt, mình đi được trăm mấy cây nè. Chip B này là mình đổ xăng nè, lúc mình đổ xăng thì mình reset. Bây giờ mình đổ xăng xong từ lúc mình đổ 50.000 thôi anh em. Mình bây giờ mình đi được 42,7 cây nè. Cái tiếp theo là cái đo tua. Thì như mình đã nói là cái đo tua mình chưa quen cho lắm anh em. Mình quen với cái đồng hồ đo tua bằng kim, lúc mà lên ga nó chạy lên chạy xuống á. Nó có cây kim nó chạy lên chạy xuống nó quen mắt rồi. Bây giờ khi mà chuyển sang đồng hồ này á, thì bây giờ mình phải nhìn cái dãy tua này mình chưa quen cho lắm. Lúc nhiều khi mình lên mình chỉ có cảm nhận cái tiếng ga của nó rồi sang số thôi, chứ mình không có kịp nhìn cái dãy tua trên đây nữa. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu anh em. Còn đo km trên giờ thì cái số của nó thì như anh em đã biết rồi, rất dễ nhìn, rất ok, mình rất thích đi vào ban đêm luôn. Đi ban đêm nhìn mặt đồng hồ xe Winix thì rất là đã, rất là sướng mắt. Thì đó là cái cảm nhận của mình đó anh em. Thì cái giá của thành của nó thì mình thấy là giá cũng hơi cao, giá của nó là 2,1 triệu đó anh em. Ship về lúc mình nhận là ship về luôn là 2,2 triệu, thì ship 100.000. Thì khi mình nhận nó xong thì khâu lắp ráp thì cũng đơn giản chứ không có phức tạp. Thì đánh giá, tóm lại cái đánh giá chung của mình là nó rất xứng đáng đồng tiền nha anh em. Mình chạy mình xài đến giờ vẫn chưa có không có lỗi lầm gì hết. Tại vì cái chỗ chế dây á, làm cái chỗ làm dây á, thì cũng rất là ok. Cái khớp zin, cái khớp á, những cái khớp nối của nó gắn vào rất là vừa khít như zin á. Nói chung là anh em khi anh em lắp đồng hồ này anh em không có cần chế cháo gì, đụng gì tới dây zin cả. Mình tháo ra mình lắp vào thôi, không đụng, không gắt dây, không cần nối dây gì hết luôn, rất ok. Và một cái điểm nữa thì là khi mình lắp vào cái đồng hồ vào cái mặt của V1 này thì cái xe của mình nhìn nó nổi bật hơn nhiều lắm, nó đẹp hơn rất là nhiều khi ban đêm á. Mà các bạn nhìn vào những cái xe mình nó sang hơn, và những cái khớp xéo á, là anh em thấy cái khớp xéo này không, nó song song, nó cũng gần song song với cái xéo, cái khớp của hai bên của cái xe zin của mình luôn, nên là mình cảm thấy rất là đẹp. Nói chung là rất là sang và rất là đẹp luôn đó anh em. Rồi thì đây là một cái video ngắn chỉ để mình chia sẻ với anh em cái cảm nhận của mình sau một thời gian khoảng tuần lễ mình sử dụng cái đồng hồ Winix này thôi. Thì giờ video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian các bạn ra xem video này của mình. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.